nhằm kết nối nông sản an toàn đến người tiêu dùng thì mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành tiến hành thí điểm cấp giấy xác nhận cho các cơ sở cung cấp và giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn đến người tiêu dùng. Chủ các cơ sở kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn nếu có nhu cầu tự nguyện đăng ký cấp giấy xác nhận an toàn cho các sản phẩm bày bán tại quầy của mình sẽ được cơ quan chức năng lấy mẫu giám sát tại cơ sở theo quy định và cấp giấy ngay khi mẫu thử có kết quả an toàn. Song song với việc cấp giấy xác nhận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu sở, ngành, liên quan phối hợp tổ chức các hội trợ giới thiệu sản phẩm an toàn để người tiêu dùng biết và dễ tiếp cận hơn. Trong trường hợp nơi bày bán nông sản chưa đủ điều kiện để được cấp giấy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương bố trí các thiết bị thử nhanh đã được Bộ Y tế công nhận để người tiêu dùng có thể chủ động trong việc kiểm tra và lựa chọn nông sản an toàn.